kém đi đèo các cụ thôi nhà. Chú các cụ đoàn kinh khai cái tiết cả mưa trơn lại đâu giờ lại đang mưa có gì trong một tí đi rồi không mặc cụ không ấy mà cụ được thế đấy có gì mình lấy tí đấy không ở đây mình kích cái đoàn đó thế thôi thế là kích kích là em thì không dám giảm các cụ. Thế là năm mấy là bà Trâm này lấy ông chú của đấy. Lấy rồi, cho nên là đấy tháo bằng cách đấy. Là 18 thì cho nên là cái gì? Đấy chuyện yên rồi. Đúng rồi, đây là dưới bếp. Đang ngồi chấm. Lim dim thế kìa. Không ngủ hay nó thích không ngủ hay nó thức? Nó là nửa tính nửa mê. Ngủ vịt, đây là một cả ngủ vịt. Cái kéo cái đâu à, bé ở gió miến đấy đắng lắm cái thầm quyệt của nó này cho nó ngủ chưa thấy nữa cái răng nó làm quan như cái thầm quyệt lên nhảy lắm cứ ngủ này cứ đặt cho bố một bình sữa thằng lại một chút, nói đem cái ngủ bà, nó không vừa, cho nên lúc đấy cái câu mà ông kia ông nói đấy là 80 mấy bị cá đã đứng đấy đấy, tôi nghĩ là những cái sự kiện mà hiện diện trong hình ảnh là khó khăn, có khi rồi là chính thân nhân của thầy rồi. Thế này về riêng của nhà thì đến bây giờ còn suy nghĩ còn có nhất hay gì thì năm nào để làm cái gì cho con cháu nó là cái đoạn này là được bao nhiêu của nó.